Rừng khộp mùa thay lá. Tác giả Nguyễn Vũ Điền. Giọng đọc Hải Yến. Số 21. Đoàn làm lễ mặc niệm, khấn vái các liệt sĩ dưới nền nhạc chiêu hồn, thắp hương nhang, đốt vàng mã, gửi đến các anh với tấm lòng thành kính của những đồng đội sau 39 năm mới được trở lại. Tiếp tục hành trình, đoàn qua Phung Tà Ben, nơi đơn vị có một thời gian rất dài đóng quân tại đó, rồi lướt qua Svejtek, Thư Ma Puốc, rồi tìm về hồ Ampin, một hồ nước hình chữ nhật rất lớn, chiều dài 1,4 km, chiều rộng 850 mét. Trước kia, nơi đây là rừng, nay bạt ngàn là mì, sắn và những con đường mới mở. Do khu vực hồ nằm sát biên giới Thái Lan, nên định vị GPS xác định là đất Thái. Phải loay hoay mãi, chúng tôi mới tìm thấy mục tiêu và điểm đứng chân để hành lễ. Ngày 13 tháng 3 năm 1980, tiểu đoàn 4 được giao nhiệm vụ đánh chiếm hồ Ampin. Do công tác điều nghiên không tốt, đánh giá không đúng tình hình và lực lượng địch, nên sau những phút ban đầu làm chủ trận địa, đại đội bị địch bao vây phản kích dữ dội. Anh Đặng Duy Riềng, đại đội trưởng quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng, hy sinh. Đại đội phải rút lui để bảo toàn lực lượng, đơn vị bị tổn thất nặng nề. Với quyết tâm tiêu diệt địch, không cho chúng sử dụng hồ Ampin làm căn cứ để uy hiếp Thơ Ma Puốc và Svejtek, trung đoàn quyết định tung tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 6, quyết tâm đánh chiếm mục tiêu hết sức quan trọng này. Sáng 17 tháng 3 năm 1980, từ ba hướng Nam, Tây và Đông, lực lượng ta đã mở cuộc tấn công căn cứ Ampin dưới sự chi viện của pháo binh sư đoàn. Dựa vào công sự phòng ngự kiên cố ven bờ đê bao quanh hồ, địch chống trả quyết liệt. Phải sau hơn 3 giờ chiến đấu, ta mới làm chủ được trận địa. Bọn para bỏ lại nhiều xác chết, dạt về cao điểm 175 và chạy sang đất Thái Lan. Về phía ta, hầu như tất cả các đơn vị tham gia chiến đấu đều có thiệt hại, nhưng tổn thất lớn nhất là đại đội 11, tiểu đoàn 6. Bởi đêm trước giờ nổ súng, địch phát hiện lực lượng ta xuất hiện, chúng thay đổi đội hình phòng ngự, hướng Tây Nam do đại đội 11 đảm nhiệm trở thành hướng địch bố trí nhiều hỏa lực và phản công quyết liệt nhất. Trước tình hình ấy, đại đội trưởng Ngô Xuân Sào, quê Nông Cống, Thanh Hóa, bình tĩnh động viên bộ đội đồng thời cơ động sang hướng trái để chỉ huy bộ đội tiêu diệt hỏa điểm địch. Anh bị khẩu đại liên của chúng bố trí cách nơi anh đứng chỉ khoảng 80 mét bắn thẳng vào trán. Anh hy sinh trước khi bộ đội chiếm được chiến hào Tiền Duyên của chúng chỉ 5 phút sau đó. Có thể nói, hồ Ampin là một địa danh lịch sử, nơi có rất nhiều cán bộ chiến sĩ của trung đoàn 174 hy sinh. Trong đó có hai đại đội trưởng. Khi chúng tôi làm lễ ở đây, có một người dân đang sống cạnh hồ đến xem. Họ nói mấy năm trước, dân đào đất làm mương tìm thấy rất nhiều xương cốt, nhưng không biết của bộ đội Việt Nam hay của địch còn vương vãi quanh hồ. Vì thời gian nhiều nên chúng tôi không hỏi kỹ về chi tiết này. Rất cảm động là sau khi xác định vị trí ụ mối nơi anh Sào hy sinh, tôi như vẫn thấy anh đang đứng đó quan sát rồi chỉ tay về phía mục tiêu hô lớn: "Thiện Thiện, mày cho khẩu B-41 bắn vào khẩu đại liên cho tao một phát." Gần như cùng lúc, khi một vệt lửa xanh lét từ quả đạn B-41 bay đi, một tiếng nổ bùng oang chát chúa và tiếng địch la hét và bỏ chạy, thì cũng là lúc anh Sào khựng lại rồi ngã ngửa về phía sau, đổ toàn thân xuống mặt đất.
trước khi những tên địch của khẩu đại liên bị giết, chúng vẫn kịp nháy cò, bắn thẳng vào anh bằng những viên đạn cuối cùng. Trán anh Sào chỉ có một lỗ nhỏ của viên đạn găm vào, nhưng gáy thì toác ra, máu đầm đìa trên bàn tay chú Tuấn liên lạc. Sau khi làm lễ tại Ampin, đoàn hành quân về Phumkhovac, căn cứ phòng ngự của tiểu đoàn trong suốt những năm 1979 đến 1986. Đây cũng là nơi khâm liệm rất nhiều liệt sĩ hy sinh trong các trận đánh trước khi chuyển về tuyến sau. Tại đây, đoàn đã tìm thấy trận địa Mả Đá, nơi có một ngôi mộ đá rất lớn, bao quanh là một bức tường ghép bằng đá ong, mỗi chiều khoảng 35 mét. Trong suốt thời gian đóng quân tại Khơ Vác, trận địa Mả Đá và chốt 48 là hai mắt xích rất quan trọng để tiểu đoàn đứng vững trước những trận tập kích của bọn Pol Pot. Một điều hết sức bất ngờ đối với chúng tôi, đó là do địa hình thay đổi nên phải qua người dân, chúng tôi mới tìm được khu Mả Đá. Cũng nhờ vậy, đoàn đã phát hiện toàn bộ hệ thống hầm hào phòng ngự và công sự chiến đấu mà các đại đội chốt giữ khu vực này xây dựng trước đây gần 40 năm. Tiếc rằng di tích này nằm rất gần biên giới Thái Lan và quá xa tổ quốc, nên việc bảo quản, giữ gìn, khai thác là bất khả thi. Chứ nếu không, đây sẽ là một di tích lịch sử hết sức quý giá để giáo dục thế hệ trẻ về đức hy sinh, lòng quả cảm của các thế hệ đi trước trong khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế trên đất nước Chùa Tháp. Một điểm đến hết sức quan trọng và cũng là nỗi đau rất lớn của những người lính Trung đoàn 174 suốt mấy chục năm qua mà chúng tôi phải đến. Đó là ngã tư Đầu Lọc hay ngã tư Xương Máu. Bởi tại nơi này, chỉ trong vòng một tháng, từ mùng 3 tháng 9 đến ngày mùng 2 tháng 10 năm 1979, bọn Para đã hai lần phục kích. 46 cán bộ chiến sĩ đại đội 10 tiểu đoàn 6 và đại đội 5 tiểu đoàn 5 của trung đoàn 174 đã anh dũng hy sinh, hàng chục người khác bị thương. Nhờ có Google Map và định vị GPS đối chiếu với thực địa, anh Bùi Tiến, đại tá, nguyên chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 7, nguyên trung đội trưởng trinh sát của tiểu đoàn và anh em chúng tôi mới xác định được ngã tư này để hành lễ. Có thể nói, đã có nhiều đoàn trở lại Sisophon và đoàn nào cũng mong đến được ngã tư với rất nhiều kỷ niệm đau đớn. Nhưng phải khẳng định, đây là lần đầu tiên đoàn cựu chiến binh Trung đoàn 174 đặt chân được đến nơi đây sau gần 40 năm xảy ra những sự kiện bi thảm đó. Những điểm đến tiếp theo của đoàn là Đăng Cung, cửa khẩu Poi Pet, Nimit, ngã ba con voi, nhưng còn rất nhiều địa danh khác in dấu chân của những người lính 174 như Cao Mê Lai, Ro Lanh, đặc biệt là Pai Linh, một địa danh gắn liền với kỷ niệm về một cuộc hành quân trong đói khát ngày 29 Tết Kỷ Mùi 1979. Nhưng do thời gian hạn hẹp, chúng tôi chưa thể đến được. Viết những dòng này, chúng tôi không có dụng ý gì khác ngoài suy nghĩ muốn ghi lại những cảm xúc của một chuyến đi lịch sử, một chuyến trở về với những kỷ niệm đẹp nhất, bi hùng nhất trong đời của những người lính Trung đoàn 174 xưa. Chuyến đi này đã góp phần làm cho anh em chúng tôi, những chàng lính năm xưa với những biệt danh Tiến Dê, Tiến Xòe, Thành Toác, Thành Bông, Hùng Heo, Thanh Nga, Thanh Lều, Điền Đen, Năm Học, và những chàng lính không có biệt danh như anh Việt, anh En, anh Hướng, anh Dũng, anh Sĩ, anh An. Như được sống lại tuổi 20 mà ngỡ như chẳng bao giờ có được.
những giọt nước mắt đã rơi, những nén hương được thắp lên tại 7 điểm đoàn hành lễ và những trận cười không dứt nổ như AK-47 bắn liên thanh trong suốt chặng đường 7 ngày trên đất nước Chùa Tháp là những ấn tượng không dễ gì quên trong đời mỗi con người, mỗi thành viên của đoàn. Nhớ lắm, hẹn gặp lại chuyến sau. Người mẹ ân tình. Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện từ đâu nhỉ? Tháng 2 năm 2018, tôi cùng với anh em cựu chiến binh Trung đoàn 174 trở lại Campuchia thăm chiến trường xưa, tri ân các đồng đội đã hy sinh trên những địa danh mà chỉ nói đến thôi đã làm cho những người lính năm xưa bùi ngùi xúc động. Ngay trước chuyến đi, tôi đã nghĩ dù thế nào tôi cũng phải trở lại Phun Slo Gram, bởi nếu không đến được lần này thì rất khó có cơ hội trở lại, và mãi mãi tôi sẽ mang món nợ trong lòng mà không biết khi nào trả được. Đêm hôm đoàn nghỉ tại Sisofon để sáng mai vào Svejtek, tôi không sao ngủ được. Gần 40 năm kể từ ngày khoác ba lô trở về Việt Nam, tôi chưa một lần được nhìn thấy mẹ, không được nghe bất cứ một dòng tin nào của mẹ. Những ngày giảng dạy tại trường sĩ quan tăng thiết giáp, mỗi lần tiếp xúc với học viên từ Campuchia sang, tôi cố gắng hỏi thăm xem họ có biết gì về mẹ, tình hình chiến sự tại khu vực Svejtek nơi mẹ đang sống, nhưng bặt vô âm tín. Tôi đã viết thư nhờ các bạn học viên dịch sang tiếng Khmer và gửi theo đường bưu điện sang Campuchia, nhưng cũng chẳng có hồi âm. Đành âm thầm mang nỗi nhớ trong lòng. Buổi sáng thức dậy, dù biết hành trình hôm đó rất dài, tôi vẫn nói với anh Bùi Tiến và anh em trong đoàn về nguyện vọng của mình là được dừng lại Phun Slo Gram để tôi tìm mẹ, người mẹ ân tình của tôi. Các anh, các bạn rất ủng hộ ý kiến đó, nhưng cả đoàn thống nhất chỉ cho dừng lại khoảng 15 phút. Tôi đồng ý. Xe dừng trên con đường giữa Phun với vốn tiếng Khmer ít ỏi, cùng với sự giúp đỡ phiên dịch của chú Minh. Những người dân trong Phun cho tôi biết mẹ tôi đã mất cách đây hơn 30 năm rồi. Tôi thẫn thờ, ngỡ ngàng và thực sự thất vọng. Một cảm giác hẫng hụt và tiếc nuối dâng trào. Chấn tĩnh lại, tôi hỏi họ: ngày tôi ở đây, bà Mia Silon có hai con gái, một đứa tên là Nhanh, khoảng 13-14 tuổi, một đứa tên là Văn, khoảng 9 tuổi. Giờ họ đang sống ở đâu? Nghe tôi hỏi, những người hàng xóm nói với nhau hàng tràng tiếng Khmer mà tôi chỉ nghe được loáng thoáng. Chú Minh phiên dịch. Họ nói nhà cô Nhanh ở đầu Phun, chỗ mình đã đi qua, cách đây chỉ khoảng 300 mét, còn cô Văn thì vượt biên sang Thái Lan, lấy chồng lâu rồi. Như chết đuối vớ được cọc, tôi và Minh nhờ một người dân lấy xe máy chở hai anh em xuống nhà Nhanh để khỏi ảnh hưởng đến hành trình của đoàn ngày hôm ấy. Khi tôi đến nhà thì em đang lễ chùa gần đó, nghe tin có khách Việt Nam đến nhà, em tất tả chạy về, trên tay bế một đứa trẻ độ chừng 2 tuổi. Là Nhanh đây ư? Em đây ư? Gần 40 năm rồi nên em khác đi nhiều quá, khiến tôi không thể nào nhận ra được. Ngày tôi về nước, em mới 14 tuổi. Mỗi khi tôi đến nhà, em lại ôm lấy tay tôi, chạy theo tôi nhõng nhẽo và ra chiều tự hào với lũ bạn cùng Phun rằng mình có một người anh là bộ đội Việt Nam. Vậy mà giờ đây gặp lại, em đã 53 tuổi. Em đã trở thành một người mẹ của 7 đứa con, là bà nội, bà ngoại, một người đàn bà Khmer già nua, khắc khổ đến tội nghiệp. Có một điều rất lạ là khi chạy từ chùa về, thoạt nhìn thấy tôi, em chẳng hề lạ lẫm. Bình thản gọi tôi với giọng thật trìu mến, như thể em vẫn nghĩ sẽ có ngày tôi trở lại. Bong điên,
Nước lá. Anh Điền nhớ lắm. Em cười, một nụ cười thật rạng rỡ. Rồi liền sau đó, ngay trước mặt chú Minh và mấy bà hàng xóm, em chẳng ngại ngần ôm chầm lấy tôi, đôi mắt rơm rớm. Rồi em khóc, giữa tiếng nức nở, em nói với tôi: "Bòng, me bất hời, bòng nức me tê. Anh, mẹ mất rồi, anh có nhớ mẹ không?" Tôi cũng khóc. Một thằng lính đã bước qua cả một cuộc chiến tranh gian khổ ở xứ sở này chưa bao giờ biết khóc. Kể cả những lúc phải chứng kiến đồng đội hy sinh thì chúng tôi cũng chỉ bậm môi lại mà chịu đựng. Vậy mà khi nghe em hỏi vậy, tôi không thể cầm được nước mắt. Tôi ôm lấy vai em, tấm thân gầy gò dựa hẳn vào vai tôi. Tôi chỉ biết nói: "Anh biết rồi, anh nhớ mẹ, nhớ các em lắm, nhưng không thể nào sang được. Anh có lỗi với mẹ và các em rất nhiều." Tôi hỏi em: "Mẹ chết thế nào?" Em kể: "Sau ngày tôi về nước mấy năm, mẹ sang lấy hàng bên Thái Lan. Khi mang hàng về theo đường buôn, mẹ bị pháo Thái Lan bắn chết." Lại đường buôn, lại pháo Thái Lan. Cái ngã tư đường buôn 39 năm trước đã giết chết 46 đồng đội của tôi, giờ lại giết chết người mẹ ân tình của tôi, để hôm nay tôi không còn được nhìn thấy mẹ. Thật xót xa. Nhanh đưa đứa cháu đang bế trên tay cho bà hàng xóm bế giúp, rồi dắt tay tôi lên cầu thang để thắp hương cho mẹ. Ở Campuchia, khi có người chết, họ sẽ hỏa thiêu và gửi cho và di ảnh trên chùa, nên ở nhà chỉ có một bát hương trên kệ, ngoài ra không có gì khác. Tôi đã thắp hương cho mẹ, hỏi thăm gia đình em, hỏi thăm tin tức của em, tặng em một chút quà để nhớ ngày gặp mặt, rồi phải lên đường cùng đoàn cho kịp hành trình kẻo muộn, đồng đội đang chờ. Lúc tôi đi rồi, bàn tay nhanh, bàn tay của những người dân Phum Slo Kram vẫn vẫy mãi, hẹn ngày tái ngộ. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.